là mỹ phẩm từ con dẹp son, nghe thì hơi kinh dị nhưng lại vô cùng được ưa chuộng tại Nhật Bản. Có thể bạn chưa biết, dẹp son từng là một bí quyết hàng đầu trong việc tạo ra mỹ phẩm của người Nhật. Người ta thường dùng nó làm son môi hoặc làm lớp lót trước khi kẻ chân mày. Được biết, loài dẹp son sống bám trên xương rồng thân dẹp và hút chất của loại cây này để duy trì sự sống. Chúng tiết ra axit carminic để chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, con người lại nghiền những con dẹp này ra để lấy chất này. Người ta dùng sáp dẹp son khô hoặc trứng của nó, sau đó trộn với muối nhôm hoặc canxi để làm phẩm màu dùng trong việc làm đẹp là chủ yếu. Nhiều người đã để lại bình luận rằng quá nhọ cho họ nhà dẹp, dù sao thì cũng an ủi là sau khi ngủ chúng cũng giúp được hội chị em làm đẹp. Ngoài làm son thì phẩm màu từ loài dẹp này cũng được người ta sử dụng trong ngành công nghiệp vì chúng thân thiện với môi trường và có màu sắc tự nhiên không chất hóa học. Tuy nhiên hiện nay, khi những chất phẩm màu khác ra đời thì màu từ dẹp son không còn được sử dụng nhiều nữa. Nhưng vẫn còn đâu đó những hãng mỹ phẩm muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng tự nhiên của người tiêu dùng nên vẫn còn duy trì phẩm màu làm từ dẹp son. Không biết là son từ dẹp son có bám màu lâu như những thỏi son hiện nay không nhỉ? Nhưng mà thấy là son không có chỉ, không chất bảo quản thì khỏi lo bị thâm mua nhà mấy bà.